Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của thầy Lam Vlog. Thầy là thầy Lam đẹp trai. Bình thường thầy thấy các em sử dụng Facebook rất là nhiều và một vấn đề thường gặp đó là nếu như các em đặt mật khẩu quá đơn giản thì rất dễ bị người ta hack Facebook của mình và hack mất luôn, không thể nào lấy lại được. Thì ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em một cách thức để bảo vệ lấy Facebook của chúng ta. Đó là chúng ta sẽ bật chức năng bảo vệ hai lớp như sau. Các em vào Facebook. Sau đó các em bấm vào cái ba gạch này. Các em kéo xuống chọn phần cài đặt và quyền riêng tư. Đó. Lúc này ở trong này chúng ta có rất là nhiều chức năng. Thì các em bấm vào cài đặt. Khi vào cài đặt các em sẽ thấy ngay bảo mật. Đây có cái chữ bảo mật to đùng đây. Đuôi phải thấy mờ mờ mà điếc phải nghe rè rè. Khi đó chúng ta bấm vào bảo mật và đăng nhập. Và vấn đề tới đây rất là đơn giản đó là kem bật chức năng xác thực hai yếu tố lên đấy nha à, đây chúng ta còn để yên cho bố làm việc nè bố đang uh, live stream nào đây chúng ta bật chức năng xác thực hai yếu tố này lên này à. thì vào đây là của thầy nó đã bật rồi thì nó mới có chữ tắt à. À, nhé tức là vì của thầy đang bật xác thực hai yếu tố đang bật nên bây giờ muốn tắt đi thì bấm chữ tắt còn khi kem mà chưa bật thì nó sẽ báo là chưa bật à, và nó có chữ bật lên thì bấm bật lên lúc đó ừ, có hai uh, cái phương án để bật chức năng này là người ta sẽ nhắn một cái tin nhắn qua văn bản hay là dùng một cái ứng dụng nào đó thì thường thầy cứ làm là bấm vào cái tin nhắn văn bản này bấm vào đây đó. thì vì các em vì của thầy là xong rồi cho nên là không làm được nữa còn của em em bấm nút bật rồi em bấm vào cái tin nhắn văn bản này một cái ừ. rồi nó nhập chính xác cái số điện thoại của cái điện thoại mình đang sử dụng nó sẽ gửi cho các em một cái mã xác thực à, và sau này trở đi à, bất kể ai muốn đăng nhập tài khoản của em muốn hack tài khoản của em thì nó sẽ báo một cái mã về cái điện thoại của mình đang sử dụng nếu không mã đó thì không thể nào hack được face của các em đó. công việc rất là đơn giản thôi hy vọng rằng với một cái mẹo nhỏ như thế này của thầy sẽ giúp cho các em bảo vệ được facebook của mình để giữ được các cái thông tin cá nhân của mình khi chúng ta tham gia mạng xã hội. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em trong các video clip sau.